Đến thời điểm này, nông dân huyện Thoại Sơn đã xuống giống trên 35.300 hecta lúa thu đông 2021, đạt trên 95% kế hoạch xuống giống. Dù bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương và các ngành liên quan, đến nay nông dân huyện Thoại Sơn xuống giống đúng tiến độ đề ra. Dự kiến đến ngày 15 tháng 9, huyện sẽ xuống giống dứt điểm. Các giống lúa như OM5451, OM6561, OM4218, IR50404, ZMIN85 được nông dân lựa chọn để sản xuất trong vụ thu đông này. Khi cái tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra, thì trên địa bàn của xã Bình Thành thì một là người ở địa phương và ngoài địa phương vào làm ruộng. Thì ở địa phương thì đa phần là thống nhất và đồng loạt xuống giống cùng đợt rất thuận lợi. Còn người ở ngoài địa phương vào làm thì trong cái đợt dịch thì nói chung là vận động tuyên truyền không để họ là di chuyển sang những cái vùng dịch và ở lại địa phương để làm ruộng. Vụ thu đông 2021 dự báo xuất hiện một số sâu bệnh hại như rầy đâu, muỗi hành, đào ôm, cháy bìa lá, lem đép hạt cho dân. Ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo đối với diện tích chưa xuống giống, khẩn trương xuống giống, đúng lịch thời vụ, áp dụng các biện pháp 3 giảm 3 tăng, 1,5 giảm, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo phương pháp 4 đúng nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận trong sản xuất.